một ngày đi đào cây cạn cả bình xăng sẽ như thế nào? Lại cùng hướng trải nghiệm nhá. Thời tiết ngày hôm nay thì vô cùng là tuyệt vời để đi đào cây đúng không nào anh em? Đầu tiên là mình sẽ thăm lại cái cây sung mà mình nuôi ở bãi đất hoang, xem chừng là em nó vẫn còn khá ổn. Sau nhiều lần bị trâu bò gặm thì em nó vẫn phát triển được các bạn ạ. Đi sâu vào trong thành phố thì phát hiện ra rất nhiều cây bồ đề hay là những cây xanh mini như thế này mọc ở trên đường nhựa luôn. Đúng là sức sống của cây xanh này thực sự là phải đáng lẻ đấy. Tuy nhiên thì nhiều lúc tôi lại cảm tưởng là chúng nó mọc như thế này thì lại cảm giác đẹp hơn khi mà lên chậu ấy, vì cái màu xanh của cây này nó rất là nổi bật so với nền nhựa đường. Hình như là xa xa còn có một cây bồ đề nữa kìa. Thôi cây này thì mình sẽ nhường lại cho anh em nhá. Úi giời, cách đến một đoạn không xa thì cũng có quá nhiều là si với xanh luôn anh em ạ. Ô, có cả si bút đỏ này. Loại si này thì rất đặc trưng nha các bạn nhá. Lá của nó sẽ có một độ bóng hơn so với si bình thường rất là nhiều. Để mình thử nhổ bằng tay xem có được không nhá. Ôi, có vẻ khá chắc đấy. Được rồi các bạn ạ. Nói chung là cũng khá đơn giản thôi. Để mình nhổ luôn cái cây này luôn nhá. Cây này thân đôi cũng khá đẹp này. Đây, lá của nó sẽ có một cái độ bóng nhất định nhá. Còn giờ thì mình phải dùng tay không để nhổ các bạn ạ. Cây này thì mọc chắc hơn cây kia đấy. Nhưng mà không sao. Ai... bạn nào, có vẻ khoai đấy. Ây à, được rồi. Cây này mà làm dáng phu thê thì cũng ok đấy nhở. Có một cái rễ ra rất là duyên nhá. Bên cạnh này thì cũng có khá nhiều xanh này. Hay thôi, xanh này thì mình để lại nhá. Mình cũng không khoái chơi xanh lắm, thôi để lại cho anh em nhá. Tiếp tục cái hành trình đi kiếm cây thì tôi phát hiện ra một cây mà khiến anh em nhầm tưởng là cây tùng La Hán. Và lần trước tôi cũng đã bị nhầm, từ xa nhìn rất là giống cây tùng La Hán nhưng mà nhìn gần thì hóa ra không phải các bạn ạ. Đây là một cái giống cây thân thảo. Hoa của nó như là có màu hồng cũng khá là đẹp đấy. Đang lọ mọ chui vào bụi thì phát hiện ra một con chim rất là lạ các bạn ạ. Để mình lại gần quay kỹ xem là con chim gì. Cổ mà cao như này thì chắc là họ nhà cò rồi. Nhưng mà màu lâu như thế này hình như là cò lửa đúng không các bạn? Ngày xưa thì mình cũng hay đi chăn bò nên là biết con cò lửa. Mà lâu lắm rồi mới nhìn thấy. Thôi, mình lại tiếp tục đi tìm cây đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 nhá. Bye bye. Chính vì cái tiếng tạch vừa rồi mà tôi quên mất là cái bình xăng đã hết. Đi đường cứ mãi ngắm cây, thế là quên mất không đổ xăng. Đa thế thì bỏ xe ở đấy đi dọc cái khu phố này bạn nhá. Lỡ ngỡ thế nào mà gặp ngay một em lâm vồ các bạn ạ. Phía xa xa thì có mấy cái cây xanh nhỏ nhỏ này. Để xem gốc em lâm vồ này có đẹp không nào. Nhìn thì cũng được anh nhỉ. Về làm cây mini thì cũng ok đấy. Lấy nhá. Đầu tiên thì các bạn cứ phải dọn dẹp sạch sẽ đã. Đằng nào về nhà mình cũng cắt mà. Trợ thủ đắc lực hôm nay của tôi đó chính là em kéo dọc giấy này. Thân của cây lâm vồ này cũng khá là mềm nên các bạn cũng có thể dùng dao dọc giấy để có thể cắt những cái góc như này nhá. Đấy, chỉ vài đường cơ bản thôi là bay lên luôn, không phải đục đẽo gì cả. Nói chung là cũng ok phết đấy. Còn cái cây xanh bé tẹo này thì cứ uốn như này đã. Đang đào dở thì cứu tinh của tôi xuất hiện. Có ông nào đi đào cây mà vợ phải mang xăng ra tận nơi nhà hay không? Thôi cứ lạp đầy bình rồi lại đi đào tiếp nhá. Vừa đổ xong bình xăng thì quay ra nhìn thấy ngay mấy cái ruối mini mọc ở dưới gốc cây gì đây mình cũng không biết. Lộc lá thế nhở. Đây chắc là rễ ruối còn sót lại ở cái bầu đất của cái cây này thôi. Nhìn thế mà rễ nó ăn sâu phết đấy. Loay hoay một hồi thì tôi mới đào được ba em nó lên như thế này. Thế là cũng không bỏ công một ngày đi đào cây đúng không anh em? Về đến nhà thì cũng phải sơ chế lại qua các em nhá. Cành nào bỏ cành nào giữ thì cái khúc này các bạn phải lựa chọn làm sao cho kỹ nhá. Cắt tỉa xong xuôi thì còn mấy cái phôi nhìn như thế này. Như này nữa. Còn chỗ nào bị dập lát thì mang dao dọc giấy ra phải gọt bằng mịn thì thôi nhá. Riêng cây lâm vồ dễ sống thì tôi sẽ trồng luôn vào cái chậu nhỏ như thế này. Nót đáy chậu đàng hoàng. Akadama cũng được hay là xỉ than được nhá. Lấy dây nhôm cố định phôi vào như thế này. Những phôi bé như này thì thường mình sẽ cho thêm một chút cát như thế này để có thể giữ ẩm. Phủ thêm một ít Akadama lên phía trên. Mấy cây ruối thì mình sẽ dâm vào cát như thế này. Tưới tắm qua rồi mang đi úp ly lông thôi. Thế là xong rồi. Chờ đợi kết quả những video sau nhá. Bye bye.